xin chào mọi người, chào mừng trở lại của Minh và Minh Lan, Ngọc Béo TV đây. Hôm nay thì con Ngọc Béo này xin được giới thiệu với mọi người một cái hộp đồ chơi búp bê giấy có khớp, có ghi là Don Paper ở đây nè đó. Và trước khi giới thiệu cái hộp búp bê này thì Ngọc xin được tâm sự một xíu, chính là phải nói là nhìn nó khá là đơn giản đúng không nào, cũng không khó gì mấy, nhưng thật ra là rất là công sức của Ngọc luôn. Bây giờ mọi người có thể thấy đây, tốn công làm video cho mọi người mà tay ngỗng như ông kẹ luôn đó. Đấy, và hiện tại giờ ngỗng chưa học bài nữa. Chưa học bài luôn. Thì giờ chắc làm xong cái video này thì ngỗng phải thường tật đi học bài. Học bài xong thì ngỗng mới đi ngủ được đó. Rất là khổ, bởi vì ngỗng rất là sợ bị thầy cô ghi vô sổ đầu bài này. Bị ghi vô thì họp phụ huynh, mọi người biết cái cảnh rồi đó. Ok. Đấy, và bây giờ thì không tâm sự làm mất cái tâm trạng vui của mọi người nữa. Chúng ta hãy bắt đầu ngay và luôn vào cái công cuộc giới thiệu cái hộp đồ chơi này nhé. Đây là một cái hộp đồ chơi búp bê nha, màu hồng, viền xanh. Và ở đây, cái chữ Don Paper thì nó có màu hồng và ở đây là màu đỏ. Mọi người nhìn cái hình này mọi người cũng biết ai đúng không? Anh cái thú chị mèo chứ ai. Đây là một con dơi nè, nhìn rất là đáng yêu và mặt kiểu như là đang ngại ngùng. Và đây là một con mèo nhìn cũng rất là đáng yêu nè. Đấy, và đang mặc cái bộ đồ y hệt chị mèo đúng không? Mặt cũng đang ngại ngùng. Rồi cái hình trái tim ở giữa. Ở đây thì có ghi Ngọng Béo TV, nhà sản xuất đó. Này, và đây là hộp tổng quan hộp đồ chơi của chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy coi bên trong đây có gì nha. Phần hấp dẫn nhất đó. Đây, mọi người thấy đây là có một chữ đi là Red Hood nè. Đấy là con búp bê này sẽ có hình ảnh Red Hood. Và chữ này ghi là mèo xanh, là con búp bê này sẽ có chỉ mèo xanh. Yeah. Thì ngỗng vẫn nhất cũ thôi, vẫn là một con ngỗng ưu tiên con gái trước. Ngỗng sẽ giới thiệu chị mèo xanh trước nha. Đấy, ngỗng sẽ lấy búp bê ra. Đây là một em búp bê có khớp, có khớp đàng hoàng. Này, em sẽ lấy hết đồ ra rồi hồi review với mọi người từng cái một ha. Úi giời, cái tóc này nó hơi to vậy phải. Thế nhưng mọi người thấy được có một cái linh vật khá là cute đúng không nào? Đấy. Vậy. Trời ơi, tôi làm gì? Cái này mà nó mệt quá đi đó hả? Đấy, linh... cái nhân vật chibi thứ hai của chúng ta đã xuất hiện rồi. Và đây chính là toàn bộ những cái phụ kiện của chị mèo. À, úi trời ơi. Và tiếp theo sẽ là phụ kiện của anh Red Hood nha. Thì ông sẽ gỡ con búp bê ra trước. Nó cháu muối đàng hoàng. Trời ơi, giỡn à. Ấy, mặt mình lì. Trời ơi. Ấy. Ngọng để camera lên xíu. Và tóc, một bộ tóc khá là quen thuộc đúng không nào? À, và tiếp theo hình như đây là quần áo đó. Đây, quần áo và giày. Ui, cái gì đó sẽ xa. À trời ơi, tôi thiếu đôi giày mọi người à. Này, hai đôi giày màu đen. Đây, và tổng quan thì mọi người nhìn được thì hai người này cũng có khá nhiều phụ kiện đúng không nào? Đó, chị mèo thì đa số là màu hồng và màu xanh, còn anh cái thú thì cái tay áo che mặt ổng đấy, đa số là màu đen và màu đỏ. Thì vẫn là ưu tiên con gái trước sẽ review chị mèo trước nha. Đấy. Và ở lần trước ổng đã làm búp bê giấy có khớp chị Panda và chị mèo rồi, bây giờ chị mèo rất được ưu tiên. Vừa trước vẽ là cũng vẽ được hai lần, bây giờ ha là búp bê có khớp thì cũng làm được hai lần luôn đó nha. Đây là một bộ tóc được tô đẹp hơn bộ trước một xíu. Thì đã được ngỗng làm bóng nè. À, và được ngỗng kiểu như cái tay. Cái tay thì nó một cái lên một cái xuống cho nhìn nó cute lên. Đấy, ngỗng sẽ đổi vô. Để cho mọi người. Đấy, và bộ tóc này nhìn cũng khá là đẹp đúng không nè. À, mọi người, đây. Đây, bộ tóc mà nhìn cũng rất là dừa và đẹp hơn bộ trước một xíu. Đây. Và tiếp theo đó chính là một bộ quần áo. Ở cái bộ trước ổng làm thì ổng làm tay ngắn, còn bây giờ thì ổng lại làm tay dài mọi người ạ. À. Đấy. Đấy, và ổng sẽ mọi người đừng có để ý cái hình như này nha. Không có gì đâu, trời ơi. Tận dụng giấy mà.
Trời ơi, gỡ cái băng keo này cũng mệt nữa rồi mọi người. Gỡ băng keo là cả một thời gian. Hai ngậm sẽ ướm bộ đồ này vô nha. Đây là một cái bộ đồ rất là dễ thương đúng không nè. Đấy, và tay dài. Cần phải ướm cho thật cẩn thận vậy. Vậy đấy, mà nhìn chị mèo giống như là đang đi dự Noel vậy đó, nhưng mà mặc dù cái mùa sắp tới của chúng ta là mùa thu đấy. Ông sẽ gỡ cái đôi giày hình con thỏ ra, một đôi giày như là đôi giày đi trong nhà đúng không mọi người. Ngỗng thì cũng có, trời ơi, ngỗng thì cũng có một cái đôi giày đi trong nhà như vậy, nhưng mà nó hình khác, hình con mèo. Trời ơi, sao tôi có dán lộn đôi giày vậy trời. Đấy, đôi giày của chúng ta nhìn rất là đẹp đúng không nào, nhìn rất là cute, mặc dù nó khá giống đôi dớ. Nó sẽ chỉnh lại tóc xíu. Và nó sẽ giới thiệu hai cái linh vật ở đây. Đó chính là một bé Hebi. Đây là một cô bé Hebi được ngỗng vẽ lại theo cái nét chibi của ngỗng. Đây, tóc màu hồng nè, mặc một cái áo. Một cái áo có cái cục đất của Minecraft đó. Đây, màu trắng, một cái váy màu hồng. Rất là cute hụt me, là con thỏ nha. Và ở đây thì nhìn cho bạn nào chưa biết và nhìn cho những bạn nào đã biết thì chị mèo có nuôi những chú chuột hamster rất là đáng yêu và chị ấy nuôi rất là nhiều, nhưng mà ngỗng chỉ vẽ được có một em thôi. Đây là một em hamster, đây một em hamster rất là đáng yêu đúng không nào, mặt phụng phịu mập. Ngỗng sẽ gỡ ra mà ngỗng sẽ dán nó lên cho chị mèo nha, dán lên trên cái vai áo này đi, kiểu như đang ngồi trên vai áo đó. Như vậy nhìn rất là đáng yêu đúng không nào. Bây giờ thì sẽ chuyển qua cái thứ của chúng ta, người đã bị xém nữa là bị lãng quên rồi mọi người à. Và việc đầu tiên chúng ta cần nhất đó chính là đổi tóc vào cho nhìn đẹp trai hơn. Đó, đẹp trai chưa. Việc tiếp theo của chúng ta đó chính là mặc quần áo này đúng không nào. Đây, Ngỗng sẽ mặc rồi xong đó Ngỗng sẽ review với mọi người bộ áo sau nha. Đây. Bây giờ thì Ngỗng sẽ ướm nó ra. Cái công việc ướm áo thì nó cũng không có dễ dàng gì đâu mọi người à. Ướm sai cái là thôi bỏ luôn đó mọi người à. Thôi rồi lượm ơi đó. Thôi rồi lượm ơi, chúng ta sẽ đổi thành thôi rồi ngỗng ơi. Đấy, ta sẽ gỡ tiêu quần. Ôi trời ơi. Đây. Đó, trời ơi, nãy chém thôi rồi ngỗng ơi đó mọi người. Ừ, chém luôn á. Nãy nó sắp thôi rồi ngỗng ơi thôi. Bây giờ ngỗng sẽ chỉnh lại. Trời, sao nó cứ dính vậy, tôi khổ rồi đó nha. Để xuống vậy dễ chỉnh hơn. Nãy giờ sau cái thời gian mà tim đập thình thịch muốn gớt ra ngoài thì chúng ta cũng đã dán được anh quýt hút rồi. Một đôi giày màu đen. Và đây chính là anh Red Hood và chị mèo xanh của chúng ta. Đây, Ngọc sẽ cho bé Happy qua cho anh Red Hood đi để công bằng ha. Anh Red Hood và chị mèo xanh thì cả hai đều trông rất là năng động và rất là chính như là đẹp. Đấy, trai tài gái sắc đúng không mọi người. Đó, đây là chị mèo của chúng ta, rất là xinh đẹp luôn. Và đây là anh Red Hood của chúng ta. Ngọc quên review bộ đồ của anh hết rồi, bây giờ Ngọc sẽ review nha. Đây là một bộ quần áo màu đen, hầu hết là màu đen. Rồi, có cái viền đỏ ngay đây.
cái này ở ngoài này là áo khoác thôi, bên trong là một chiếc áo màu trắng. Cái này là cái gì tôi không biết nữa, trời ơi. Và đây là cái gì đó, kệ nó đi. Đó, một cái quần màu đen luôn, và có cái túi áo nè. Đó, và nhìn rất là đẹp luôn đó mọi người. Đó, đây, bạn nào mà thích cái bé hamster này của Ngỗng hả thì nhớ bình luận ở bên dưới nha. À, và Ngỗng biết chắc chắn bây giờ sẽ đến cái phần mà tất cả mọi người đều mong đợi, chính là cái phần trưng bày búp bê. Ok mọi người, phần mong đợi nhất của mọi người đã đến rồi nè. Đây, em rất với chị Mèo đang nắm tay nhau thả cẩu lương thân thiết, và có một cái bé chuột hamster đứng ở đây, và mỏ một bé hippie đứng trên vai của anh bé Thuất. Đó, nhìn rất là cute học me đúng không nào. Đấy, và nhìn cũng rất là đẹp và lãng mạn nữa đúng không. Đấy, và đây cũng là phần cuối của video rồi. Nếu mọi người thấy video này hay thì nhớ để cho Ngỗng một like, một share, một đăng ký, cũng đừng quên ấn cái chuông bên cạnh để mỗi lần Ngỗng có video mới mọi người thông báo nha. Còn bây giờ thì nhớ subscribe cho tôi nha, để tôi có động lực làm thêm nhiều video cho mọi người. Và nếu mọi người thấy video này hay, mà tôi nói lại lần thứ hai đúng không ta, thôi kệ nó đi. Nếu mọi người thấy video này hay nhớ để lại cho Ngỗng một like, một share, một đăng ký, cũng đừng quên ấn cái chuông bên cạnh để mỗi lần Ngỗng có video mới mọi người thông báo nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người những video sau. Yêu mọi người nhiều.